Rồi, quên. Rồi. Thì các bạn đang rơi đang nằm ở Bloc Backlog ha. Các bạn đang nằm ở Bloc Backlog. Thì cái bản chất cái Bloc Backlog này nè. Thì nó là cái yêu cầu của khách hàng. Mình gọi là user story. Yêu cầu khách hàng. Thì các bạn liệt kê toàn bộ yêu cầu khách hàng. Thậm chí yêu cầu này có thể thiếu đi. Không sao hết ha. Đây có thể là nó chưa đủ lắm. Không sao. Rồi. Tuy nhiên nó là một dự án mẫu, thành ra là cô thường sẽ gửi cho các bạn cho nó đủ. Ít nhất là trong khoảng các bạn làm được. Ok chưa? Thì cái này là yêu cầu thôi, khách hàng yêu cầu chứ không phải là mình đưa ra để làm. Được chưa? Thì trong quá trình khách hàng yêu cầu thì thông tin nó có thể rời rạc. Nó không được đẹp đẽ như này đâu. Đấy. Nó có thể rời rạc, cái này là mình đã có sự chuẩn bị rồi. Đấy. Mà nó nhỏ nó xinh, các bạn thấy nó dễ làm. Ok. Rồi, sau khi các bạn lấy hết yêu cầu rồi thì các bạn sẽ đặt ra cái mục tiêu phát hành gọi là release backlog á. Trong cái bảng này đặt ra mục tiêu phát hành. Thì đặt ra mục tiêu phát hành có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn đặt ra mục tiêu là các bạn sẽ chuyển giao cái gì cho khách hàng á. Đấy. Chuyển giao được cái gì cho khách hàng, các bạn chia thành từng nhóm chuyển giao cái mục tiêu riêng riêng ra. Tôi chuyển giao cái phần hệ thống đăng nhập trước. Hệ thống quản lý người dùng trước. Tôi chuyển giao cái phần hệ thống quản lý nhân viên. Tôi chuyển giao cái hệ thống quản lý phòng ban. Tôi chuyển giao cái phần mà quản lý bây giờ tính lương, chấm công, rồi tính lương. Đúng không? Chấm công, tính lương chung cũng được nhé. Đấy, mình tách ra. Mục tiêu rõ ràng. Vậy là các bạn có thể tách ra thành 3, 4 mục tiêu, 5 mục tiêu tùy mình. Tôi muốn làm hệ thống quản lý người dùng trước, tức là cái nhân viên á. Ok. Hệ thống quản lý phòng ban, hệ thống quản lý chấm công, hệ thống quản lý tính lương hoặc là chấm công tính lương đó. Ok, được chưa? Rồi thì ví dụ như các bạn đây, các bạn là quản lý đăng nhập, hệ thống vào ra đăng nhập đó, nhập xuất. Thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có ba cái đăng nhập. Nhân viên cũng phải đăng nhập, kế toán cũng đăng nhập và quản lý cũng phải đăng nhập. Đúng ạ, quên mật khẩu. Đấy, các bạn thay bằng reset mật khẩu ha. Và admin sẽ dùng reset mật khẩu hoặc là quản lý ha. Trong trường hợp này các bạn không để admin thì ok, vậy thì mình sẽ để quản lý đi. Đó là tạm thời trong cái phần này các bạn đặt như vậy. Đấy. Nhân viên xem thông tin cá nhân. Rồi. Xem bảng chấm công và bảng lương là một cái chức năng khác nha. Đây, Sprint Backlog đầu. Đây. Product chứ nhầm. Nhân viên. Xem bảng chấm công, xem bảng lương tách đây rồi. Tại sao trong Release Backlog này vấn đề này các bạn nào? Khác nhau nha. Và xem thông tin cá nhân. Vậy xem bảng chấm công thì nó, nếu các bạn để vào đây, các bạn xem hợp lý chưa? Xem bảng lương vào đây hợp lý chưa ha? Nếu mà để mục tiêu là đăng nhập, quản lý đăng nhập, thì vậy xem bảng chấm công có liên quan tới cái mục tiêu đăng nhập của mình hay không? Đầu tiên là mình xác định mục tiêu. Và sau đấy các bạn ở đây là các bạn liệt kê tất cả những cái story liên quan tới cái mục tiêu đó. Vậy các bạn sẽ ngồi lại các bạn check xem. Vậy xem bảng chấm công và xem bảng lương hai chức năng khác nhau.
có nằm trong cái mục tiêu là quản lý đăng nhập hay không. Đấy, có liên quan tới cái mục tiêu đấy hay không, hay là nó liên quan tới mục tiêu khác, hay là đặt mục tiêu đã đúng chưa. Đấy, vậy là mình đặt mục tiêu release đã đúng chưa, đã phù hợp chưa. Phù hợp nha, mình không nói đúng sai, mình chỉ nói phù hợp chưa. Nếu là mục tiêu là đăng nhập thì vậy xem bảng chấm công và xem bảng lương có liên quan tới mục tiêu đăng nhập hay không. Đó là một câu hỏi đấy, các bạn phải trả lời ha. Rồi, cũng tương tự như thế, mình đặt câu hỏi quản lý nhân viên thì mình quay ngược lại cái product backlog này, mình tìm tất cả những story liên quan tới cái mục tiêu quản lý nhân viên. Vậy thì quản lý nhân viên bên này có cái gì ạ? À? Đây, thêm sửa xóa nhân viên này. Nó có quản lý nhân viên này, các bạn có thể sửa lại thành quản lý nhân viên. Đây các bạn không? Như thế này nè. Trong cái đó là nó trong này có, nó sẽ có là tìm, tìm kiếm, xem danh sách, thêm sửa xóa nhân viên, ví dụ như thế. Thì vậy các bạn quay ngược lại, các bạn coi là cái story nó là cái nào. QL02, tôi search cái QL02 coi. QL02 không có luôn. Nó là RQ mà. Vậy QL02 là cái gì? Nó là quản lý đúng không? Các bạn chưa đổi đúng không? Đấy, các bạn phải đổi ngay cái mã nào tương ứng. Không có ở đây. Vậy các bạn đang sai nè. Được chưa? Vậy quản lý nhân viên nó nằm ở cái vai trò của ông kế toán và nó là RQ12. Nhưng mà các bạn ở đây các bạn ghi là cấp tài khoản cho nhân viên kế toán mới, cấp mới tài khoản. Vậy thì tại sao lại chỉ có cấp mới tài khoản cho nhân viên kế toán này, nó lại rơi vào đấy? Có không? Không có luôn. Chưa sửa luôn. Thấy không? Vậy là các bạn phải ngồi các bạn xác định lại cái mục tiêu của nó. Ok chưa? Xác định lại là cái mục cái mục tiêu release á, tức là cái release cho khách hàng á, và các cái story á, nó đã ổn chưa? Rồi, chưa ổn sửa lại. Sửa lại ngay. Được chưa? Rồi. Tiếp. Đó là cái ý thứ nhất nha, các bạn nghe cho kỹ cho cô này. Ý thứ nhất là để làm được cái release backlog này, đầu tiên là các bạn phải xác định được mục tiêu release, tức là mục tiêu phát hành. Xác định được mục tiêu phát hành. Ok. Là cái cột đầu tiên này này, nó chính là cái mục tiêu đó các bạn. Cái này là cái mã của nó, PB, tức là 01, 02, 03, tức là mã của cái release backlog ha. Có cái này mục tiêu. Bước 1 là phải xác định được mục tiêu ha. Các bạn nhớ cho kỹ ha. Nhớ cho kỹ nào. Đây. Một là để tạo làm tạo post, tức là để tạo ra nè, tạo cái release backlog ha. Bước 1 là xác định mục tiêu phát hành. Mục tiêu phát hành là release, là cái bản mà các bạn chuyển giao các khách hàng ấy, là những cái story, tức là những story, tức là mục tiêu để chuyển giao đó, chuyển giao cho khách hàng. Tức là tuần này các bạn muốn chuyển cho họ cái phần nào, phần quản lý người dùng, tuần sau các bạn quản lý cho họ cái gì, có mục tiêu rõ ràng luôn. Ok.
Được chưa? Bước thứ hai, các bạn mới tìm tất cả những cái story ở bên Product Backlog á, nó liên quan tới cái mục tiêu đó. Cái nhóm này có không nhỉ? Tại sao không thể sửa gì này? Hai ông ba ông này tách ra chứ, ba ông này đâu phải còn một chỗ nữa đâu. Nhóm này tôi phải coi lại nhé, chứ nhóm này là không ổn à. Tuần vừa rồi đến giờ không có gì thay đổi cái chỗ. Tôi đã hướng dẫn cho các bạn làm product backlog rồi, mà đến cái phần release các bạn không có đổi không gì hết trơn. Nó vẫn là cái mã cũ, mọi thứ vẫn là cái mã cũ này các bạn này. Đấy, lông ca lông côm nữa thấy không? Rồi, bước thứ hai là các bạn làm gì các bạn? Bước thứ hai là ở từ cái product backlog, các bạn mới lấy ra, liệt kê ra, liệt kê, thế là tìm các cái story, user story liên quan tới mục tiêu phát hành ở bước 1, lấy ra liên quan tới mục tiêu phát hành, liệt kê vô. Được chưa? Rồi sau đó bước thứ ba các bạn nhìn nào, mình có những cái story nó bị trùng lắp, thấy không ạ? Nhân viên cũng là đăng nhập, kế toán cũng là đăng nhập, quản lý cũng là đăng nhập, giống nhau, một form. Nó chỉ thêm một cái bước thôi, đó là phân quyền. Còn vẫn là câu lệnh select style from user hoặc là nhân viên đó, where. Tại vì nhân viên cũng là nhân viên, kế toán cũng là nhân viên, và quản lý cũng là lưu ở bảng nhân viên, cũng là select từ một bảng mà ra, select style from bảng nhân viên, where username bằng, password bằng gì đó. Ok. Rồi, bước thứ ba là mình gom ba cái chức năng này làm thành một. Tức là chức năng nào trùng lắp thì các bạn bỏ bớt đi, loại bỏ sự trùng lặp giữa các cái story. Và đổi mật khẩu cũng thế. Ủa sao ở trên quản lý đăng nhập không có đổi mật khẩu mấy đứa? Mấy bạn, đổi mật khẩu đâu mất tiêu rồi? Đấy, đổi mật khẩu cũng thế. Nhân viên cũng có đổi mật khẩu, kế toán cũng có, quản lý cũng có. Nhưng mà đổi mật khẩu thì giống nhau, thành ra là chỗ này các bạn để lại chung. Ok chưa? Rồi, vậy là mình bước 3 là mình loại bỏ bớt những chức năng, những cái story, user story trùng lắp ha. Bị trùng lắp. Chỉ trùng lặp ha các bạn. Chỉ giữ lại một cái story, user story. Đó, vậy là đó là các cái bước để tạo product backlog nha. Nó có 3 bước thôi. Rất là rõ, rất là clear ha. Rồi là các bạn phải làm được một cái release. Release này rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn đừng có nghĩ nó là cái bước trung gian, nhiều bạn bỏ lỡ bước trung gian. Không, nó là mục tiêu các bạn chuyển giao cho khách hàng. Nhìn thấy mục tiêu này, các khách hàng biết là tôi sẽ được chuyển giao cái gì, và các bạn biết được các bạn sẽ phải làm gì để chuyển giao. Sau khi các bạn làm xong nhá, bắt đầu các bạn mới chuyển sang cái sprint backlog nhá, chuyển sang sprint backlog cho cô. Rồi nhìn nào, vậy sprint là cái gì? Bước thứ nhất là các bạn đừng có sửa cái mẫu giùm cô. Mẫu của mình có sao mình dùng vậy ha. Đây mình có cái mẫu. Không phải cái này. Ở đây. Đây. Các bạn giữ nguyên cái mẫu này cho cô. Giữ nguyên cái màu sắc này luôn. Giữ nguyên cái mẫu này. Đây, giữ nguyên cái mẫu. Không sửa mẫu. Lý do tại sao không sửa mẫu?
Bởi vì là khi các bạn check bài á, hoặc là khi cô check bài các bạn ấy, cô sẽ nhìn cái là cô ra cái vấn đề liền, cô biết các bạn đang làm gì trên đấy luôn. Cô đỡ phải vào cô kiểm tra. Cô đỡ phải vào cô là cô bắt đầu cô ngồi cô check. Ủa giò cái này là cái gì ta? Cái này là cái gì? Ủa sao gọi tác ở đây? Sorry ID ở đây, backlog gì? À, bắt đầu cô biết đi giờ. Mất thời gian. Được chưa? Mình không sửa mẫu nha. Ok. Nhắc lại không sửa mẫu. Các bạn đã thấy có sự khác nhau giữa cái mẫu một chút, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, nhìn nó không quen mắt ha. Khi mà các bạn quen rồi, các bạn sẽ đỡ mất thời gian, các bạn bắt đầu mình tư duy lại ha. Rồi. Bây giờ cô giải thích cái anh này nè. Giải thích anh này các bạn nhé. Sprint backlog là gì? Các bạn lưu ý nhé, từ product backlog thì cái này là câu chuyện của khách hàng. User story, nó là câu chuyện khách hàng, tức là khách hàng mong muốn, I want to. Các bạn sẽ hỏi khách hàng bạn muốn gì? Đúng không? Nếu như tôi làm quản lý lương thì tôi sẽ đến công ty đó. Tôi sẽ lấy hết toàn bộ thông tin mẫu biểu. Lấy xong, không phải lấy xong các bạn làm được luôn đâu. Đừng nghĩ các bạn lấy hết thông tin về các bạn làm liền hay không. Các bạn sẽ ngồi làm việc với khách hàng. Bạn muốn quản lý cái gì? Đấy, ví dụ như bạn muốn đấy, cái gì ạ? Trong form đăng nhập thì bạn có muốn reset mật khẩu luôn hay không? Hay là khi bạn muốn khi reset bạn lại muốn hỏi ông kia gì đó, mình người ta không biết đâu nhưng mà mình cứ hỏi họ muốn cái gì đi ha. Rồi họ nói tôi sẽ muốn là tôi xem được bảng lương này, tôi xem được bảng chấm công này. Đúng không? À, tôi muốn tôi là kế toán thì tôi muốn là tôi chấm công dễ dàng này, tôi chấm công này. Khi họ vào giờ là tôi có chấm công này. Hoặc là có bảng chấm công tự động thì tôi sẽ lấy cái thông tin chấm công tự động đấy từ cái máy máy quẹt vân tay chẳng hạn. Tại vì thường cái máy quẹt vân tay họ có cái hệ thống của người ta, họ lưu lại cái dữ liệu quẹt vân tay giờ vào giờ ra của một cái nhân viên nào đó. Nhưng nó không thể không có thể nó không tích hợp vào bảng lương. Họ chỉ chấm công thôi, họ chỉ nhằm làm nhiệm vụ chấm công thì tôi lấy được cái dữ liệu đấy này. Đó. Ví dụ thôi nhé, cô nó cũng nói ví dụ. Chứ cô không nói các bạn làm cái chấm công một vân tay đâu, cô nói ví dụ thôi. Đấy, thế là các bạn đến đó, các bạn sẽ họ có những câu hỏi. Tất cả những cái báo cáo, tất cả những cái report đó, nó là cái dữ liệu cứng, nó cứng ngắc à. Bây giờ quan trọng nhất là mình phải ngồi mình trao đổi với khách hàng, gọi là lấy yêu cầu đó. Mình ngồi hỏi mong muốn họ cái gì thì người ta gọi là user story. À, cái cách đặt tên ở đây nó cũng rất là ý nghĩa và rất là văn minh, như các bạn đặt tên nó hay lắm. Và họ muốn cái gì, mục tiêu, goal goal của nó cái gì, mục tiêu gì, I want to, tôi muốn cái gì, đó là khách hàng muốn, đúng không ạ? Câu chuyện của khách hàng và mình phải lấy hết yêu cầu về, được chưa? Tuy nhiên từ cái tôi muốn này tới cái việc mà các bạn phải làm, sprint backlog là những thứ các bạn sẽ phải làm. Thì đây là khi các bạn phải làm là câu chuyện của các bạn rồi. Là câu chuyện của các bạn rồi. Các bạn biến cái câu chuyện của người dùng này thành câu chuyện của các bạn. Các bạn biến câu chuyện người dùng thành cái các bạn có thể triển khai được. Hiểu không ạ? Bên này quên nhầm. Đúng không? Đúng không? Thành cái các bạn triển khai được. Sprint backlog. Đó. Ok chưa? Thành cái các bạn triển khai được này. Thì cái này là code, là dựa trên cái này code chứ không phải là dựa trên ông này code đâu. Dựa trên ông này. Các bạn thực thi chương trình phải dựa trên sprint backlog. Đấy, nghe chưa ạ? Ý nghĩa của nó đó. Rồi bây giờ nhé, ví dụ đi ha.
Từ cái release này tôi bây giờ chuyển giao quản lý đăng nhập. Thôi tôi lấy quản lý nhân viên đi, nhóm này chưa sửa được nè. Rồi, cái đăng nhập tôi để đó đã, tôi lấy quản lý nhân viên đi. Tại vì các bạn chưa xác định được, cho nên để đây đã, tôi để đây. Rồi, cái đặt quản lý nhân viên. Đó là có một cái sprint. Rồi, trong quản lý nhân viên nó có gì? Có gì ạ? Cái này sai nha. Tôi quay lại đây tôi chuyển cho các bạn coi nè. Là trong quản lý nhân viên sẽ có tìm kiếm xem sửa xóa. Bây giờ tôi tách ra. Đây, nó là RQ12. Quản lý nhân viên thì tôi có lấy liệt kê toàn bộ nhân viên là xem danh sách đó, tôi chuyển thành cái tag của tôi. Bên này là story, bên này là task t đây các bạn, là tag. Tag là một công việc cụ thể. Rồi, code cái gì? Tách ra, muốn tách gì là tách tùy các bạn nhé, tách tag. Cái này là cái team mà thực thi đó. Các bạn có ba vai trò đúng không? Các bạn có đây, các vai trò trong một cái team Scrum, Scrum team á. Một là Product Owner. Cái Product Owner này ông có quản lý Product Backlog. Hai là Scrum Master. Cái ông này ông là như kiểu là mama tổng quản, ông có xin đó. Là ông này ông hỗ trợ các bạn cái gì ạ? Hỗ trợ tức là đảm bảo rất là nhiều vai trò, các bạn đọc đấy, đảm bảo nhiều thứ lắm, đảm bảo cái team là hiểu rõ cái này lý thuyết không? Hiểu rõ lý thuyết và thực hành Scrum. À, thực hành Scrum rồi các bạn đảm bảo rằng các cái cuộc họp diễn ra đúng, rồi đảm bảo vận hành đúng các mọi cái, ví dụ như document về product đầy đủ đúng không? Product backlog đầy đủ, sprint backlog đầy đủ và giai đoạn nào các bạn làm xong cái phần nào, họ phải đảm bảo hết hết toàn bộ luôn. Anh này là anh phải hiểu rõ toàn bộ lý thuyết và thực hành Scrum. Rồi anh này anh phải đảm bảo cho, rồi anh này thậm chí còn xử lý xung đột, tức là hỗ trợ các bạn mọi thứ trong cái Scrum team, đảm bảo rằng cuộc họp hàng ngày phải diễn ra đúng vân vân. Và có một cái nhóm thứ ba là nhóm phát triển, gọi là Development Team. Cái nhóm phát triển, nhóm phát triển này thì nhóm này làm gồm mà ông ta sẽ phải bắt đầu từ khi có product backlog thì ông ta phải là xác định mục tiêu là thường là sẽ ông product backlog ông cùng xác định mục tiêu các bạn đó. Đấy, rồi ông có chuyển sang sprint backlog là cái việc ông có thể làm, rồi ông code, rồi ông test kiểm thử, ông phân tích thiết kế. Đấy, ông phân tích thiết kế, nói chung ông làm hết. Đấy, đúng không? Vẽ sơ đồ EAD rồi vân vân, tất cả những thứ đó là ông nhóm phát triển làm hết. Đúng không ạ? Nhóm này làm hết. Thì bây giờ ông phải biết là ông làm gì chứ? Ông mới chuyển lại, ông đưa sang cái Spring Backlog để ông biết ông làm gì. Đúng không? À thì bây giờ mình đưa sang này các bạn. Bây giờ nè, bước 1 nè. Bất kỳ một công việc nào nó cũng có cái phần, hai cái phần này bất di bất dịch nhé. Một là các bạn phân tích thiết kế đó, đầu tiên là vẽ sơ đồ use case cho cái chức năng đó. Use case là cái gì các bạn? Là sơ đồ chức năng. Ngoài ra nó có thể có một số sơ đồ khác nha. Ví dụ như là class diagram đúng không? Hoặc là cái flow, rồi data flow rất là nhiều. Thì ở đây nó chỉ ghi là user case thôi, đúng không? Ví dụ như draw use case của cái thằng mà quản lý nhân viên. Hoặc các bạn để ghi là vẽ sơ đồ use case. Đấy, ví dụ như thế, vẽ sơ đồ use case. Rồi, phân tích và thiết kế code. Đây nè. Phân tích và thiết kế code. Thường cô sẽ để là tiếng Anh cho đấy, tại vì nhìn nó quen mắt rồi ha. Nhưng còn các bạn bảo là tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Việt đúng không? Thường tôi để nó quen rồi. Nó quen mắt rồi, kiểu thế. Đấy, draw use case gì đó, đúng không? Quản lý nhân viên, code của quản lý nhân viên đúng không? Đấy, các bạn có thể viết tắt. Rồi,
Ở đây các bạn có code cái gì? Các bạn tách nó thành thành các cái tag nhỏ. Tag nhỏ ví dụ. Ví dụ như thế này. Cái quản lý nhân viên nó nằm ở cái RQ 12. RQ 12. Ok. Ở đây có là danh sách list, danh sách đúng không? Danh sách nhân viên. Vậy thì các bạn là code cái gì? Code danh sách nhân viên liệt kê list list table ha. Thấy các bạn để table đúng không? Danh sách nhân viên. Ok. Phải làm chứ. Nằm ở trong RQ 12. Ổn không ạ? Rồi. Code gì nữa ạ? Thêm nhân viên, thêm mới, tìm kiếm. Code tìm kiếm nhân viên. Tìm kiếm nhân viên. Theo tên, theo mã. Theo tên. Ok. Nó nằm ở RQ 12. Ok. Rồi. Có một cái việc nữa rất là quan trọng. Nó nằm ở sprint 2 ha. Các bạn muốn đẩy nó sprint 1 thì để sprint 1. Có một cái việc rất là quan trọng nha các bạn. Có một cái việc rất là quan trọng. Giả sử như bây giờ các bạn để tạo một cái quản lý nhân viên này. Các bạn tạo cho cô cái tab bộ giống như cái nhóm nhóm hay làm ấy, đây, cái này vui nè. Ví dụ các bạn muốn tạo cái quản lý nhân viên, các bạn tạo cho cô một cái tab bộ kiểu như này. Insert cái shape đi ha. Cái shape, có shape được tab bộ đây không? Có, tôi vẽ nha, tôi cứ vẽ đi. Các bạn tạo cho cô một cái tab bộ kiểu như này nè. Đây là cái khung mà nó hiển thị nội dung. Ở trên này có cái tab bộ tab. Các cái tab kiểu như này. Table này là danh sách. Rồi. À quên, Ctrl Z. Rồi, table tôi vẽ cho ấy thôi nhá, hơi xấu tí. Table này là gì ạ? Table này là edit. Rồi, tôi chọn. Giờ tôi chọn cái màu cùng, nó đang hiển thị cái tab này nó hiển thị cùng màu thì màu này nó đổi, tôi bấm sang màu này thì nó đổi màu, cái này quay trở về cái cũ, ví dụ thế. Hoặc là các bạn highlight nó đi thì bấm qua bấm lại, này gọi là tab này. Thì để các bạn tạo được cái tab kiểu như thế này, hiểu không ạ? Để các bạn tạo ra được cái tab cái này, nó khách hàng không yêu cầu, khách hàng không yêu cầu các bạn tạo tab như này. Nó không phải là story khách hàng không biết. Nhưng trong quá trình code các bạn bắt buộc phải làm cái table này. Và làm table này nó vẫn mất thời gian. Vẫn mất thời gian. Hiểu không ạ? Đấy, vẫn mất thời gian cái này. Thì các bạn liệt kê nó ra. Ok. Vậy là các bạn tạo table, tạo cái khung ha. Ví dụ các bạn ghi như thế. Vậy thì trước khi các bạn tạo table, tạo một cái này thì các bạn sẽ tạo cho các bạn một cái tab bộ ha. Đấy, T01, T02, T03 gì đó tùy các bạn ha. Mình đặt đi ha. Đó, thì các bạn cũng code. Cũng là code ha. Tạo tạo tab bộ. Tạo tab bộ. Cho chức năng quản lý nhân viên đi ha. Và cái này nó không phải là story ID. Nó không phải là khách hàng, không phải yêu cầu khách hàng. Cho nên chỗ này để trống. Tương tự như thế, vẽ user case khách hàng có hiểu thế nào là vẽ user case đâu. Tại vì đó là việc của các bạn phải vẽ user case. Các bạn phải phân tích và thiết kế code, đó là yêu cầu của các bạn phải làm trong nhóm, và đương nhiên nó mất time, nó phải tốn thời gian, hiểu không ạ? Các bạn phải spend time cho nó chứ, không lẽ nói bây giờ tôi không tính giờ à, đúng không? Tôi làm rõ ràng làm phải tính giờ chứ,
Tính giờ tôi mới biết tôi làm trong bao nhiêu lâu chứ, đúng không? Đây. Ok, phải tạo cái tab bộ cho nó. Tab bộ chứ không phải thay bộ nha. Xin lỗi các bạn là cô đang để thay bộ đúng không? Như cô để tab bộ là hai chữ bờ đó. Hai chữ tab nè. Tab bộ đó, hai chữ B. Tab, tab. Đó. Tab, cái tab qua tab lại đó gọi là tab đó, mình hay gọi tab qua tab lại đó. Đó. Thì mình phải tạo chứ. À, cũng mất thời gian chứ, đúng không? Rồi, ok. Được chưa ạ? Đấy. Cứ thế các bạn liệt kê cho cô. Vậy chức năng như quản lý nhân viên nó có gì? Tìm kiếm rồi thêm mới. Thêm mới. Hoặc ghi chữ thêm mới cũng được rồi. Nó cũng trong yêu cầu, thêm có yêu cầu mà. Thêm sửa xóa, các bạn đã liệt kê yêu cầu từ ban đầu rồi. Sửa xóa đã liệt kê từ ban đầu rồi thì thêm nó vào. Được chưa? Đấy. Các bạn có thể mô tả ở đây ha. Sửa cập nhật. Các bạn ghi cập nhật là hiểu rồi. Không nhất thiết phải ghi cập nhật nếu nó sai. Thì đương nhiên phải sai mới cập nhật rồi. Không cần cả việc ghi chi tiết như thế. Ha, xóa. Các bạn không xóa nhân viên mà các bạn disable ẩn đi. Disable. Không xóa nhé các bạn, khi lập trình không xóa. Disable. Disable. Ok. Xóa, không xóa, xóa mất hết lịch sử, xóa không được. Mình gọi là disable đi ha. Bản chất ngoài chức năng là để xóa đó, chữ xóa nhưng mà các bạn nên đổi đổi cái tư duy đi. Mình không xóa. Mình để chữ disable để lần sau các bạn nhớ nhìn nó các bạn nhớ là à chức năng này không bao giờ được xóa mà phải là disable ha. Rồi. Còn gì nữa không ạ? Nếu không còn gì thì sao ạ? Thì mình hết. Mình bỏ anh này đi nha. Rồi, tôi delete cái anh này nhé các bạn. Delete cái row này đi ha. Assign tôi cho ai ghi vô ha. Bao nhiêu giờ tí nữa tôi nói sau. Rồi, có cái chức năng này cũng bất di bất dịch này, có hai chức năng đầu và hai chức năng cuối nha các bạn. Hai chức năng đầu và hai chức năng cuối này nè. Chức năng cuối là chức năng gì? Tích hợp toàn bộ các chức năng của cái all function của cái nhân viên. Các bạn mỗi người viết một cái module. Mỗi người một chức năng, mỗi chức năng. Thì khi các bạn xong các bạn phải wrap toàn bộ chức năng này tại vì là các bạn phải chuyển giao cho khách hàng một cái sản phẩm có ý nghĩa, sản phẩm người ta dùng được. Đã release là một cái bản người ta dùng được. Release một cái chức năng đấy phải dùng được thì tôi mới release. Còn không dùng được tôi release làm gì? Đúng không? Vậy thì các bạn phải tích hợp nó lại. Thì mình gọi là integration á, tích hợp lại. Và bước tiếp theo không thể thiếu, rất là quan trọng luôn, đó là kiểm thử. Kiểm thử ngay trong cái sprint luôn. Và vậy là sau khi cả cái này xong thì tôi đã chuyển giao khách hàng một cái module, một cái phần, một cái chức năng mà có khách hàng dùng được, đó là quản lý nhân viên. Trọn gói luôn. Các bạn thấy tách ra nó nhiều chưa ạ? Các bạn đừng nghĩ là ít nha. Thực ra những cái thứ các bạn làm rất là nhiều trong đó. Thì cái này được gọi là task. Đây, kiểm thử luôn. Và cái điểm khác biệt giữa cái Agile Scrum á, khác với cái phương pháp, cái mô hình mà thác nước á, waterfall ở chỗ là cái mô hình waterfall ấy, là các bạn kiểm thử ở cuối dự án, nghĩa là các bạn code hết toàn bộ chức năng rồi thì các bạn mới làm công việc kiểm thử, đúng không? Còn cái mô hình Scrum là gì? Các bạn chia nhỏ cái dự án mình thành các cái sprint, các cái phân đoạn. Mỗi phân đoạn thì 1 tuần hoặc 2 tuần hoặc 3 tuần hoặc 4 tuần tùy theo từng dự án và tùy theo cái người mà leader, cái người quản lý chung ấy của dự án các bạn ấy. Người ta muốn mỗi cái sprint diễn ra trong bao lâu? 1 tuần, 2 tuần tùy. Khi làm thì họ cũng phân tích được cái ưu điểm, cái nhược điểm và cái hay cái gầy của nó. Tại sao mà mỗi sprint 2 tuần? Tại sao mỗi sprint 1 tuần? Là cái thứ nhất ha. Và cái điểm rất hay của cái mô hình Scrum ở chỗ là gì ạ?
mỗi tuần, mỗi cái phân đoạn ngắn như thế, mỗi tuần hoặc là mỗi 2 tuần, hay là từng từng cái phân đoạn đó ha, thì khách hàng có thể nhận được cái phần mềm, nhận được cái chức năng đó về, họ có thể chạy run được và họ cảm thấy happy. Tại vì tôi mỗi tuần tôi có cái mới, mỗi tuần có cái hay. Và mới và hay này là do các bạn, mục tiêu các bạn đưa ra. À, tôi làm cái phần mềm, cái ứng dụng, cái app mà giao hàng ha. Thì cái tuần này tôi sẽ ra một cái chức năng, tức là khách hàng mà giới thiệu cho một khách hàng khác mua hàng thì tôi sẽ được khuyến mãi, tặng thêm cái bonus, thêm cái gì đó. Okay. Đó là một really một cái module thôi. Và rõ ràng là trong một tuần tuần tới là tôi biết, à, tôi có chức năng này nè, ngon lành. Và đương nhiên là nó phải có chiến lược các bạn. Ví dụ như là sắp tới là cái mùng 20 tháng 10, đúng không? 20 tháng 10 đó, tôi sẽ đưa cái chức năng gì vào 20 tháng 10, có kế hoạch sớm nhé các bạn. 20 tháng 10 nó bây giờ phải có kế hoạch rồi, chứ không phải là đến ngày 20 tháng 10 tôi mới, trước đến một tuần tôi mới có kế hoạch. Không, họ có kế hoạch khác rồi. Thời điểm đấy tôi sẽ release cái gì, chức năng gì hay ho để tôi làm cái việc kinh doanh của tôi đó. Và cái đấy là cái điểm lợi hại của cái mô hình này các bạn. Tại sao mô hình này nó phát triển các bạn, nó cực kỳ linh hoạt rồi. Và một điểm khác biệt nữa là phân tích thiết kế chức năng đó, đúng không ạ, code chức năng đó và kiểm thử ngay ở trong cái screen luôn, kiểm thử ngay trong một screen luôn. Nó như là một cái dự án thu nhỏ vậy đó, dự án nhỏ xíu vậy đó, thay vì một dự án lớn, dự án nhỏ xíu vậy đó. Thì tôi kiểm thử, tôi làm ở trong một cái screen này trong một tuần đấy. Cái này một tuần dư sức các bạn làm, đúng không? Chức năng này, phân tích thiết kế nè, code nè, đúng không? Thực hiện nè, kiểm thử nè, release cho khách hàng nè, trong một tuần. Trong một tuần hết. Vậy là cứ mỗi một tuần là khách hàng sẽ nhìn, hoặc là mình sẽ nhìn thấy được có chức năng mới. Thấy không ạ? Đó là cái cực kỳ happy và dễ linh hoạt lắm các bạn. Ok. Và hai nữa là cái ưu điểm của nó là như này các bạn. Các bạn có thể thay đổi nếu cái chức năng, cái version, cái chuyển giao khách hàng này nè. Các bạn chưa đến lúc các bạn làm. Chưa làm cho nó, đến 20 tháng 10 lâu lắm. Bây giờ hôm nay tôi có mục tiêu là 20 tháng 10 tôi sẽ release một cái chức năng gì đấy dành cho phái đẹp. Ví dụ như là tôi sẽ có cái phần quà cho những ai là phụ nữ vào đặt hàng, mua hàng, quà gì đấy. Nhưng mà chưa, chưa code ha, chưa chưa release, chưa code. Đấy, tôi phải release trước trước 20 tháng 10 là khoảng 2 tuần, nhưng mà bây giờ còn mấy tháng nữa cơ. Kế hoạch mà, đó là kế hoạch release các bạn, release kế hoạch sớm lắm. Thì chưa. Thì bây giờ đổi được. Bây giờ ông sếp ông bảo, ôi tôi có cái ý tưởng này hay nè. Đổi được các bạn. Vậy là các bạn có thể thay đổi khách hàng, mà bây giờ tôi không, tôi muốn làm cái đấy nhưng tôi muốn là thêm tôi một miếng này nữa, một chức năng nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, được, thay đổi được, hiểu không? Tức là có nghĩa là chưa thực hiện mà đổi được, được chưa? Trừ khi thực hiện rồi thì không đổi được thôi, chưa thực hiện đổi được là cái cực kỳ linh động luôn. Còn cái mô hình thác nước là các bạn ký hợp đồng cứng, đầu dự án các bạn ký một hợp đồng trong một năm, thời hạn làm cái dự án đấy, làm tôi 20 cái chức năng trong một cái dự án lớn, thì tôi muốn làm một cái dự án quản lý bán hàng gì đó, hoặc là dự án mà bán hàng online gì đó. Và bắt đầu lấy yêu cầu hết rồi, về bắt đầu các bạn phân tích thiết kế và các bạn ước lượng dự án này phải làm 6 tháng ạ, hay là một năm ạ, và từng này tiền ạ, cứng luôn. Bắt đầu các bạn ngồi lên ngồi xuống với nhau, mất rất nhiều thời gian để ngồi với nhau để mình coi có đúng từng đấy tháng hay không. Nếu tôi muốn rút ngắn lại thì tôi phải làm gì? Nếu mà từng đấy tháng mà tôi muốn rút ngắn lại thì đương nhiên tôi phải thêm người, hoặc là tôi OT, tôi làm thêm giờ, đúng không? Và từng đấy tiền bắt đầu ngồi phải ngồi lại với nhau là, ồ, từng đấy tiền hợp lý chưa, có rút được cái gì hay không. Nếu mà cảm thấy mắc quá không làm nữa, hủy hợp đồng.
Ok, ổn, làm được. Tôi ký hợp đồng với anh. Ký hợp đồng cứng luôn, từng đấy thời gian và từng đấy tiền. Còn cái nhân lực anh tự điều phối. Còn khách hàng họ chỉ biết là anh sẽ làm tôi từng nói chức năng. Và anh làm trong 6 tháng hay 1 năm gì đó. Và từng đó tiền khách hàng sẽ trả trước cho anh bao nhiêu phần trăm đó. Và khi đó anh làm đi. Và đến khi đó, đến giờ, ngày giờ đó, tôi kiểm thử và nghiệm thu chương trình. Bất cập ở chỗ là bây giờ tôi muốn đổi sao? Khách hàng bây giờ hôm đấy mọi thứ có thể đổi nhé các bạn. Đấy, kinh tế thay đổi, mọi thứ thay đổi. Và khi đấy mong muốn khách hàng không còn như vậy nữa. 6 tháng 1 năm nó xa lắm. Các bạn có biết là bây giờ công nghệ nó cập nhật hàng ngày, mọi thứ nó cập hàng ngày, cập nhật hàng ngày, kinh tế cập nhật hàng ngày, giá vàng lên xuống hàng ngày, đúng không? Đúng chưa? Thì làm sao mà các người người ta không đổi được? Một ngày đẹp trời người ta không làm ăn được nữa thì sao? Dự án mình dừng à? Đúng không? Cực kỳ nguy hiểm. Đúng không? Các bạn thấy nó cứng nhắc. Tất nhiên từ xưa đến giờ các bạn thấy là người ta vẫn làm vậy. Nhưng mà dự án nhỏ nhỏ xinh xinh vừa vừa thôi thì các bạn cảm thấy là nó dễ quản lý. Nhưng mà dự án mà lớn á, thì cái rủi ro cực kỳ lớn nha các bạn. Nó quản lý rủi ro lớn lắm. Bây giờ mà nói cô này, một bạn sinh viên hỏi cô ơi em có dự án về, khách hàng hỏi, có người quen hỏi em bây giờ lấy về bao nhiêu tiền. Tôi không thể trả lời các bạn bao nhiêu tiền. Làm trong bao lâu tôi không thể trả lời các bạn làm trong bao lâu. À khó lắm các bạn. Nhưng mà mô hình này sao? Mô hình này các bạn, thứ nhất là hôm trước cô nói rồi, nó hay ở chỗ là, một là các bạn có thể chia thành từng giai đoạn release. Thứ hai nữa là tôi có thể cam kết cho khách hàng là trong vòng 1 tháng là tôi có thể chuyển giao cho anh cái gì đó. Mà những cái thứ mà các bạn ước lượng estimate time trong vòng 1 tháng, estimate time trong vòng, ước lượng tiền á, cái money trong vòng 1 tháng cực kỳ dễ, hoặc là 1 tuần cực kỳ dễ. Tôi tính ra man hour thôi. Man hour là tính giờ, tính tiền nhân công theo giờ đó. Man hour, man month, man day, tính theo ngày. Nếu ngày các bạn làm được mấy trăm, ví dụ 500 nghìn thì 500, một man hour, ở một man day các bạn là 500 nghìn. Một man hour bao nhiêu, 100 thì một man hour là 100 nghìn. Tức là 1 giờ các bạn làm được 100, 1 giờ các bạn, giống như các bạn đi làm gì ạ? Làm nhiều bạn đi làm gọi là phục vụ ở quán cà phê. Họ trả giờ 1 giờ 20 nghìn. Đúng ạ, 1 giờ 25 nghìn. Ví dụ như thế, làm đêm thì 25, 30. Làm ngày thì các bạn chỉ có 20, có thể 17, tùy. Giờ có thể lên 20, đó, gọi là man hour. À, thuật ngữ của dân công nghệ thông tin là cái tính man hour ha. Thì cực kỳ dễ. Tính giờ dễ ẹt, đúng không? Nhưng mà cho các bạn một cái khoảng thời gian rất lớn thì các bạn lớn cỡ 2 3 tháng là tôi bắt đầu khó khó rồi đó. Đúng không? Đấy, thì đó là cái lợi ích nha. Mình quay lại cái bài của mình. Đó là lý do tại sao mà các cô mới nói các bạn là các bạn phải hiểu cái phương pháp này. Và các bạn phải thấy cái hay của nó. Cái hay của nó. Được chưa? Rồi. Mình quay lại cái bài của mình nhé. Vậy là tôi làm được cái sprint này cho cái release của tôi là quản lý nhân viên. Tôi release cái phần quản lý nhân viên thì đầu tiên các bạn là phải vẽ use case và phân tích thiết kế. Hai cái này các bạn để nguyên cho cô. Thực ra các bạn có thể trên này các bạn có thể thêm nhiều thứ nữa, tùy tùy theo từng cái công ty. Thì phần đấy là phần phân tích thiết kế và cái phần đấy là mình học thôi, mình học cho nên sẽ đưa cái tối giản nhất có thể. Đó, phân tích thiết kế thì cái này không phải yêu cầu khách hàng nhưng các bạn vẫn phải làm. Vẫn phải tính giờ ha. Giờ này cô nói sau. Vẫn phải tính giờ ha. Phải có estimate time nè, thấy chưa? Đó. Okay. Đó, vẫn phải tính giờ. Ok. Rồi. Rồi. Ok. Rồi đến các bạn tiếp chức năng, các bạn ngồi, các bạn phải ngồi với nhau. Đó. Các bạn mình đây, cái ông này chính là ông phân tích thiết kế code nè. Rồi bây giờ mình phải có một cái table để các bạn tạo. Ok. Chức năng này không phải yêu cầu khách hàng nên các bạn cũng không để cái story ID. Tạo danh sách. Tìm kiếm, thêm, cập nhật, disable. Rồi. Cô tạm thời liệt kê như vậy đã. Rồi, tích hợp các chức năng lại với nhau, mình gọi là integration.
integrate đó. Rồi cũng không phải yêu cầu khách hàng luôn, họ đâu biết tích hợp là gì đâu, nhưng mà mình vẫn phải làm. Thì có là có thác đó, nhưng mà không tính là story ID. Được chưa ạ? Rồi implement cái unit test kiểm thử. Test đơn vị, test tích hợp, test hệ thống cũng đưa vào kiểm thử. Đó, ok. Vậy là xong một cái sprint. Ok. Bây giờ mình mới ước lượng thời gian. Ước lượng thời gian thì thường các bạn sẽ dùng cái phương pháp bổ bài. Ha. Dùng cái phương pháp bổ bài để các bạn ước lượng thời gian. Ok chưa? Đó. Thì phương pháp bổ bài hôm trước cô nói các bạn rồi. Các bạn phải ngồi lại với nhau cùng phe nhá, ước lượng. Các bạn về đọc lại kỹ cái phần ước lượng, cái phương pháp bổ bài. Rồi bữa sau cô sẽ ngồi tôi nói về phương pháp bổ bài một lần nữa. Ok chưa? Rồi. Và các bạn ước lượng với nhau, giả sử cái này vẽ sơ đồ user case các bạn làm trong 4 giờ. Phân tích thiết kế code các bạn làm trong 20 giờ. Cô lấy ví dụ cái này cô để 5 giờ đi. Và phân cho ai các bạn phải ghi rõ nha. Có thể hai người cùng làm một chức năng nha. Vẽ, phân tích có thể là cả nhóm cùng làm. Như cả nhóm cùng làm. Vì thế. Đấy, ví dụ cái này là bạn nào? Bạn Nam vẽ, ví dụ thế. Ok, ghi rõ tên. Rồi, tạo table này ai làm và làm trong bao lâu? Giả sử như 5 giờ. Cái này tạo table làm trong 6 giờ, cô lấy ví dụ thôi nhé. Cái này các bạn làm trong ví dụ thôi, tìm kiếm làm trong 10 giờ. Cái này làm trong 10 giờ, cô lấy ví dụ thế. Code thêm mới cũng 10 giờ luôn. Sửa 10 giờ luôn, disable chỉ 5 giờ thôi, ví dụ thế. Tích hợp lại là 20 giờ. Cái này test 20 giờ nữa, ví dụ như vậy thôi. Các bạn ngồi, các bạn thử test thử coi, mình test một chức năng kiểm thử là bao nhiêu lâu, ai làm. Đó, kiểm thử toàn bộ chức năng. Các bạn phân việc ra ai là tester, ai là code hoặc chia đều ra ha. Chia như nào đấy là tùy các nhóm của các bạn. Rồi, thì ra cái số giờ. Xong các bạn thử ước lượng xem cái số giờ này có đúng là các bạn làm trong một tuần hay không. Tại vì thực ra là những cái việc mà vẽ sơ đồ phân tích thiết kế này nè, nhìn vậy thôi chứ nó tốn thời gian đó, các bạn phải họp đi họp lại với nhau đó, không phải là các bạn nghĩ là nghĩ là tôi làm cùng bà mấy giờ, không phải. Trước đó là các bạn đã phải ngồi với nhau, cái thời gian ngồi với nhau là thời gian các bạn cũng tốn đấy, chứ không phải là các bạn không tính đâu. Đó, đi làm là tính giờ hết trơn á. Giống ngày các bạn có 8 tiếng thì các bạn dành khoảng, ví dụ đi ha, các bạn dành cho 2-3 tiếng để các bạn research. Còn lại các bạn cho là 5 tiếng để các bạn release đi ha. À các bạn code đi ha, các bạn ngồi các bạn mà triển khai đi ha. Thì các bạn nhóm các bạn 5 người, một một người là một tuần, các bạn cho 5 tiếng, 4 tiếng đi. Đó là đi làm. Còn các bạn đi học đi ha, giả sử mình ước lượng đi học đi. Các bạn mỗi ngày các bạn dành 2 tiếng để làm anh này đi. Cô chấp nhận các bạn ngày 2 tiếng anh này đi. Thì nếu làm thực, các bạn làm thực nha, làm thực tế nha. Một ngày các bạn dành 2 tiếng thì các bạn có 5 ngày. 5 hay là 10, mỗi bạn là 10 tiếng để các bạn làm cái công việc của các bạn trên trường. Đúng không? Trong cái môn học này các bạn dành một ngày 10, một tuần 10 tiếng cho anh này. Thì 5 bạn là sẽ 50 giờ. Ha, các bạn estimate sao nó nằm trong khoảng 50 giờ. Kiểu như thế. Để nó có sự tương quan một chút xíu, có nghĩa là một nhóm các bạn sẽ 50 giờ, với các bạn cộng cái tiền, cộng cái giờ này lại xem có đúng là các bạn làm 50 giờ hay không, hay là 60 giờ hay không, ví dụ thế, để đảm bảo bạn nào cũng tham gia, bạn nào cũng làm. Đấy, không thể nào mà một ông làm một ông chơi được đúng không? 60 giờ các bạn xem có phải không? Ước lượng lại cho cô kiểu thế. Ví dụ như thế. Rồi, ước lượng lại xem công việc nó có đủ trong một tuần hay không. Nếu nó có những tình huống này xảy ra nè. Nếu mà cái công việc các bạn ước lượng mà nó vượt quá cái thời gian, tức là nó overtime đó, thì các bạn không 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 tính các bạn làm overtime đâu nhá, làm thêm giờ đâu. Vậy thì cái ông mà product backlog ấy, mà cái ông để ông assign task cho các bạn ấy, thì ông phải chuyển giao sang cái phần khác, sprint khác.
Nếu mà việc mà ít quá không đủ thì họ các bạn đấy các bạn sẽ phải assign tiếp thêm. Không đủ việc làm, tôi làm đến 2 ngày tôi đã ngồi chơi rồi. 3 ngày tôi ngồi chơi rồi. Thì làm gì có khái niệm các bạn đi làm ngồi chơi thì các bạn được assign thêm task. Tức là trong quá trình ước lượng thì tránh cái sai sót, tức là nhưng mà không thể không sai, có thể các bạn làm vượt và các bạn phải đánh giá lại nhé. Sau khi một cái sprint hoàn thành, các bạn có cái cuộc họp là sơ kết. Cuộc họp sơ kết, trong cuộc họp đấy là chuyển giao cho khách hàng đó, chuyển giao những phần hoàn thành cho khách hàng. Và có một cuộc họp nữa, đó là cải tiến, xem mình đang chưa ổn chỗ nào, tại sao, đánh giá lại tại sao lại chậm, nguyên nhân vì sao, tại vì ông ước lượng sai hay là tại vì ông lười. Nếu ước lượng sai thì các bạn sẽ ước lượng, cải tiến cách để ước lượng cho nó chính xác. Còn là một khi ông lười thì tôi khỏi có gì phải nói đâu. Ông gặp sự cố mà ông không hỏi, ông gặp vấn đề mà ông không hỏi leader, ông hỏi những người xung quanh để họ hỗ trợ các bạn đấy. Các bạn phải ngồi đánh giá lại, gọi là cuộc họp cải tiến khi các bạn có vấn đề. Đấy, nó hay vậy đó. Trong một cái sprint nó có 4 cuộc họp. Đầu tiên là cuộc họp kế hoạch, nó có giờ đàng hoàng nhé. Sau đấy là cuộc họp hàng ngày, mỗi ngày họp 15 phút. Đấy. Và cuộc họp sơ kết là cái họp chuyển giao cho phần hoàn thành cho khách hàng. Và cuối cùng là họp cải tiến. Họp cải tiến là để các bạn đánh giá lại mình còn gặp vấn đề gì và còn cần cải tiến cái gì để các sprint khác sau tốt hơn. Đó, hay vậy đó. Ok.